Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Audio muốn gửi đến anh em và các bác một dòng củ loa tới từ hãng JBL. Đấy, nhiều nghe đã thích rồi đúng không ạ? Đấy, và trên tay em đây đang là một con củ loa mid bass anh em nhé. Củ loa mid bass bằng lõm. Đấy, hình thức thì khá là đẹp. Con này thì nó tương tự như những dòng Bookshelf của Mỹ hay là những dòng Onkyo, những dòng loa Nhật đấy ạ. Đấy, anh em thể thấy không ạ? Nó là hình kiểu vừa tròn vừa vuông, vành vừa tròn vừa vuông. Mà con này thì là một dòng nhỏ thôi anh em nhé, nhỏ thôi. Con này thì anh em có thể làm loa trợ lời hay là làm, hoặc là anh em mua về anh em đóng những dòng loa Bookshelf nhỏ, anh em nghe nhạc gia đình cũng khá là ổn áp. Đấy, thì trong cái video này thì em sẽ test luôn chi tiết luôn cho anh em. Đấy, rồi tiếp theo đến củ loa anh em nhé. Củ loa thì trên này thì bản hãng người ta ghi là dòng Midranger Vulca. Đấy, Midranger đó là một dòng mít thuần túy, nhưng mà theo em thấy thì ở đây nó có cả gân bát anh em ạ, nó có cả gân này đấy, nên là nó vẫn có thể là mít bát được. Ok, tiếp theo đến độ nhạy này. Độ nhạy thì con này có 90 thôi, 90 decibel này, sensitivity này đấy, JBL ở đây sẽ có một cái logo JBL to đùng ở đây. Bên này thì là trở kháng rồi, chắc chắn là trở kháng rồi. Đằng sau này của nó sẽ là công suất anh em nhé, power này 120W, khá là lớn so với một dòng loa nhỏ như này, được chưa? JBL TB010 thôi được rồi. Cái dòng này thì khi mà anh em đặt hàng thì anh em cứ bảo là cho anh một con mid hay là một con mid bass của thằng JBL, là bên em chỉ có duy nhất dòng này thôi. Riêng JBL thì bên em có dòng duy nhất dòng mid bass này thôi, nên là anh em có thể gọi là mid bass của thằng JBL luôn cũng được, thì cho nó dễ thì bên em sẽ biết ngay. Rồi tiếp theo đến củ nấm châm anh em nhé. Củ nấm châm con này thì khá là dày, theo em thì khá là dày anh em ạ, nó khá là dày, nó rơi tầm 5-6 phân đấy. À, rồi mình sẽ đo luôn cho anh em cái kích thước để anh em và các bác nào muốn đóng loa đóng thùng nhé. Con này đóng thùng nhỏ nghe nhạc trong phòng khá là ok đấy. Đường kính chéo ốc là 12 này anh em này, ra cả ngoài sẽ là 12,5 được chưa? Rồi em sẽ đo ngang nhé. Đo ngang của con này thì có 11 thôi anh em, 11 thôi ạ. Nhưng mà ngang chưa tính ốc, chéo ốc của nó là 12 đúng và 12,5 cả vành, được chưa? Đấy, ngang này 11, chính xác là 11, ra cả phía dưới này gần 11,5 anh em, gần 11,5. Đấy, rồi tiếp theo đến củ loa anh nhé. Củ loa, đấy, củ loa của con này thì có đường kính là 8,5 phân, tính cả nấm châm ra ngoài cùng này sẽ là gần 9 phân anh em ạ, gần 9 phân cho một dòng củ loa này. Con này thì giá của nó cũng không quá cao đâu anh em, tuy là một dòng loa bãi, nhiều anh em cứ sợ loa bãi là nó phải đắt lắm đúng không ạ, nhưng mà con này thì không, con này thì nó vừa phải thôi, để cho bên em gọi là khai thác được về để cho anh em nào cũng có thể chơi được. Đấy, anh em có thể mua về làm loa trợ lời, làm loa mid bass bằng lõm đấy, hay là anh em làm loa mid. Rồi bây giờ sẽ test luôn cho anh em và bác một đoạn nhạc. Thì trước khi test thì em cũng có muốn chia sẻ cho anh em này. Đấy, bây giờ chúng ta muốn mua về làm loa bass thì bên em sẽ test thẳng trực tiếp cho anh em luôn, để anh em có thể nghe cái độ uy lực của nó nhé. Test trực tiếp này, qua thẳng vào âm ly luôn. Đấy, anh em có thể gắn một con tụ 10mm hoặc là tụ 20mm tùy thuộc, nhưng mà anh em có thì anh em cũng có thể, hoặc là qua cuộn cảm thì nó sẽ lực hơn nữa. Đây là em cái test như này thì nó sẽ đỡ lực hơn này. Hiện tại là em sẽ đấu trực tiếp dây vào đây luôn này anh em này. Và anh em để ý cho em cái gân nhé, gân bát con này này. Hiện tại là còn đang test, hiện tại là em còn đang test ngoài thùng. Đấy, anh em mà cho vào thùng, anh em đóng thùng lên, anh em nhét bông, nhét bùng vào, nó còn sâu và ấm hơn nữa khi mà anh em chơi con này. Em nghe đang chuẩn bị này. People in the house.
anh em thấy cái chất âm con này cực kỳ hay luôn. Con này cực kỳ hay. Đấy, con này thì nó một dòng mid bass 12 thì chúng ta không thể đòi hỏi quá là nó phải to đùng, nó phải như con bass 30. Đấy, hay là bass 20 được. Đấy, đây là một dòng mid 12. Thường thì các bác mà hay chơi những loa thẩm âm thì không còn lạ gì rồi. Những cái dòng loa thẩm âm thì nó cũng chỉ nhỏ nhỏ bé bé này thôi anh em ạ. Đấy, thì nó rất là hợp lý cho anh em nghe trong phòng sound phòng nhỏ. Đấy. Rồi, giờ sẽ test khi anh em cắt qua tụ trợ lời nhé. Thì ở đây thì em có những cặp tụ trợ lời như này này. Đấy, tụ trợ lời. Đấy, từ tiết 3 như này luôn. Bên em đã DIY sẵn cho anh em. Đây là một dòng trợ lời. Anh em có thể cắt trực tiếp ở đầu loa hoặc là ở đầu để vào âm ly đều được anh em nhé. Giờ sẽ tiếp theo sẽ là test cái con này. Đấy, khi mà cắt qua tụ nó sẽ khác hoàn toàn luôn anh em ạ. Giờ em sẽ xin phép là em sẽ bật một cái bài nhạc đây, bật một cái bài kiểu nhạc. Anh em để ý cho em là khi cắt qua tụ thì anh em kể nghe tiếng nó sẽ sáng hơn. Đấy, tiếng nó sẽ cắt hoàn toàn cái giải bass đi, nó chỉ ra cái giải trung âm cao. Đấy, nghe tiếng rất là sạch sẽ và sáng nha anh em nhé. Đấy là cái chất âm mà khi em cắt qua tụ trợ lời. Đấy. Một cặp tụ trợ lời này thì hiện tại bên em đang hỗ trợ anh em mặc bác lấy với mức giá là 150 cho một đôi như này anh em nhé. 150.000 đồng thôi. Còn cái giá công khai của cặp mid bass của JBL này. Đấy. Gọi là mid bass 12 đi của JBL có mức giá hiện tại là 980.000 đồng một đôi anh em nhé. 980.000 đồng một đôi. Nếu mà anh em lấy kèm thêm cả tụ trợ lời này thì sẽ có giá mức giá là 1.130.000 đồng tất cả. Đấy, là bên em đã bao ship cho anh, miễn phí ship cho anh em hết luôn. Đấy, anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đấy, còn anh em nào lấy củ rời thì nó chỉ có mức giá là 980 thôi, vẫn được bao ship bình thường anh em nhé. Đấy, anh em và các bác nào mà kết cái con JBL hàng Mỹ này, đấy, thì anh em liên hệ trực tiếp với em luôn. À, hàng Mỹ xịn luôn anh em nhé. Đấy, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Một dòng mid bass màng lõm khá là ổn áp anh em nhé. Giá cũng chưa tới 1 triệu đồng. Ok, cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.